Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Về đây mọi người, về đây. Ok, yeah. Trời ơi, mình kêu mọi người yeah thì mọi người mới chịu yeah anh em ơi. Trời ơi, mệt ghê á. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và đừng quên là nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team như là anh Mr. Dịch nè, Mèo Simmy, Kairon, Kamui, Sammy, anh Siro và một con heo biết bay tên là Timmy bên dưới các bạn. Đây, để mình cho các bạn xem. Đây. Đầu vô chăng quá. Bay đi. Bay đi. Rồi không? Đó, thấy không? Một con heo biết bay các bạn ơi. Đó, các bạn đừng quên là đăng ký ủng hộ cho con heo biết bay tên là Timmy Đồ nha các bạn. Ok. Rồi, thì bây giờ không thấy nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu vào video Minecraft nào các bạn ơi. Let's go. Rồi, okay, mọi người ơi, mọi người đợi em xíu nha. Để em chạy qua đây, em chào mấy bạn khán giả thêm lần nữa. Đứng bên đó nha, Ai? Ok mọi người ơi, để mình tắt mic đã. À, rồi ok anh em ơi, mình đã tắt mic rồi nè. Thì mấy bạn thấy mình tắt mic là chắc là mấy bạn cũng biết được rằng là mình sắp làm gì rồi, đúng không? Chắc chắn là sẽ có nhiều ông biết rồi nè, mấy ông đọc tiêu đề là mấy ông hiểu rằng hôm nay tôi sẽ làm cái gì mà, đúng không? Thì mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ cái video trước á, cái video mà mình join Hero Team mấy bạn, nhớ không? Cái video đó được rất là nhiều bạn ủng hộ và có rất là nhiều bạn thích cái video đó luôn, cho nên là mình hôm nay mình quyết định mình sẽ tiếp tục join Hero Team mấy bạn ơi. Rồi ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ join bằng cách nào đây? Thì đây mình sẽ cho mấy bạn xem nha. Đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần gọi là bấm một cái phần mềm lên. Thì khi mà mình chọn cái phần mềm này nè, chúng ta có thể biến hóa thành những con vật khác nhau các bạn ơi. Đây thấy không nè, mình đã biến thành một con cuốn đây nè. Đó, một con cuốn nè, đó. Ok, hoặc là mình có thể biến thành những con khác nữa. Chẳng hạn như là con gì vậy ta, để mình xem coi. Đây, mình sẽ biến hình cho bạn xem nha. Mình có thể biến thành một cái con gì đó, chẳng hạn như là con dân làng nè, đó thấy không. Hoặc là biến thành con người xương nè, biến thành con slime nè, đó, biến thành con nhện nè, nhiều con lắm bạn ơi. Đây mình sẽ biến thành con nhện cho bạn coi nè. Đó, thấy không? Chúng ta đã biến thành một con nhện rồi nè. Và hôm nay nè, mình sẽ gọi là đóng giả con nhện, đóng giả con heo, đóng giả con cừu để chúng ta cùng nhau gọi là đi giết mọi người trong Hero Team nha anh em. Nghe hấp dẫn không? À, khoan đã, cái này là giết trong game nha, chứ phải là giết ngoài đời thật nha, giết ngoài đời thật là ở tù nha các bạn. Ok, rồi. 2000 years later. Rồi ok anh em ơi, vào game nào, vào game nào. Hôm nay là tiếp tục mời mọi người vào đây để chơi Backward cùng với mình. Ok, vô thôi. Rồi, mình được xếp vào team màu xanh dương các bạn ơi. Wow, hợp với màu skin của mình luôn nha. Skin của mình cũng màu xanh dương nè. Đó, mình được xếp vào đội xanh dương luôn. Ok, ui, team màu xanh lá cây kế bên nhà mình các bạn ơi. Team xanh lá cây là ai ta? Ui, team xanh lá cây là team của Kamui luôn nè. Wow, trùng hợp. À, bây giờ để xem coi anh Dịch là team nào ta. Anh Dịch là team màu trắng. Ơi cũng kế bên mình luôn nè các bạn. Hợp lý nha. Vậy là mình sẽ giết anh Dịch trước đi. Cho anh Dịch cho nó vui các bạn ơi. Dạo đây có nhiều bạn bảo mình cho anh Dịch dữ lắm, cho nên là mình sẽ cho anh Dịch nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái giường của mình lại nè. Wow, trùng hợp quá bạn ơi. Mình được vào team màu xanh dương luôn, đúng cái màu mình thích luôn các bạn ạ. À, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mua cho mình một cây kiếm sắt nữa bạn ơi. Sau đó mua cho mình thêm một bộ áo giáp sắt. Ôi, sao nghe giống thánh giống vậy ta. Đó, sau đó mình sẽ mua cho mình thêm hai quả TNT để lượm thêm cục vàng nữa. Rồi ok, mua hai quả TNT nè. Rồi, sau đó là mua thêm một ít len. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên nhà anh Dịch trước nha bạn, để tiêu diệt anh Dịch trước. Ok, đặt lóc nè. Rồi, hay không hiểu lý do gì sao mà có rất là nhiều bạn bảo mình là cho anh Dịch đi. Chắc là do mấy bạn gọi là thấy anh Dịch tiếu tiếu cho nên mấy bạn muốn mình cho anh Dịch chứ gì. Ok luôn, mình sẽ chiều lòng mấy bạn. Cái này là mấy bạn fan yêu cầu mình đó nha, cho nên là mình mới cho anh thôi nha. Cho nên là bạn nào mà vô chửi mình thì trẻ trâu ráng chịu nha. Không quan tâm. Ok, rồi, anh Dịch đã đi rồi bạn ơi. Ok rồi, mình đã qua tới nhà anh Dịch nữa bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là đập giường của Dịch mới được. Ok, đập ra thôi. Rồi, cố lên, đập Dịch. Ok, đập ra nè, bể giường. Ok bạn ơi, mình đã phá được giường của anh Dịch rồi. À, ok, bây giờ mình sẽ biến thành bé mưa nha bạn nha. Ok, hồ biến, bùm, đó. Mình đã biến thành bé mưa nữa bạn ơi. Bé mưa siêu cute á bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua bên kia mình tiêu diệt Dịch nha. Ôi, Dịch dây. Ok, mình sẽ đứng im đây coi Dịch có biết mình là Phong không nha. Anh Dịch đang nhìn mình bạn ơi. Hồi hộp quá. Ok, hình như ổng không nhận ra mình đó bạn ơi.
Trời ơi, ông Dịch ông làm gì các bạn ơi. Ôi khoan, hình như ông đang tính lắp cái nhà của ông lại bằng gọi là hắc điện thạch hay sao bạn ơi. Rồi xong. Ông Dịch ông lắp cái nhà ông lại bằng hắc điện thạch luôn các bạn ơi. Rồi, ông không chịu ra ngoài luôn bạn ơi. Rồi, anh Dịch chơi kỳ vậy anh Dịch. Mình chui vô được không ta? Rồi xong, ông bích lại luôn rồi, không cho mình chui vô luôn. Ờ khoan, hình như mình thấy ông ở đây các bạn ơi. Khoan, hình như là ông vẫn không để ý đến mình mấy bạn ơi, bởi vì mình đã biến thành bé mưa rồi cho nên ông không để ý đến mình. Ok, mình sẽ giết ổng nha, cắn nè, bé mưa đại chiến, chết đi. Rồi xong, Mr. Dịch đã yên nghỉ, bị hạ gục bởi phong cận TV. Ok bạn ơi, mình đã giết chết được anh Dịch rồi nè. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua bên nhà của chị Camui nha. À, team màu trắng nè. Ủa không, team này team màu xanh mà, đâu phải team màu trắng đâu. Ờ đúng rồi, kìa, chị Camui bên dưới bạn ơi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến hình thế nào. Bum, ok, mình đã biến thành bé mưa rồi đây. Ok, rồi mình sẽ xuống bên dưới chỗ chị Camui coi, để xem coi chị Camui có biết mình không nha. Ui, sao tối thui rồi. Ui, trời, ok, rồi, hết rồi. À, ok. Ê. Ủa? Chó nè, chó xin. Dạ, mấy con ngôi sao có chó được, có chị thì có chó bà nội. Ờ không có. Pin rồi. Không có đâu. Nè, nó lù ở đây luôn á. Đây này, đây nè, đi ra đi. Trời ơi. Ok, chị Camui đi vậy các bạn ơi. Ok, chị Camui không biết mình các bạn ơi. Rồi mình sẽ biến thành người nè. Đó, rồi. Ok, đập giường thôi. Đập nhanh lên. Bà Camui này bà cho mình cái hiệu ứng đào chậm mấy bạn ơi. Chết tôi luôn rồi. Đào nhanh lên. Bùm nè. Bởi nhà. Ok, chạy. Biến hành bé mưa. Bùm. Ok. Ủa sao? Bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi bà Camui chạy đến đây xong mình đánh bà té nha. Ok. Ok, mình đã tắt mic rồi, Camui sẽ không biết đâu. Ê, chết rồi. Chó cắn đi. Này. Ok rồi. Ok bạn ơi, mình đã tiêu diệt được người tiếp theo là Camui các bạn ơi. Ok rồi, không ai nghi ngờ một chú chó cute fomeque bé mưa này lại đi giết người cả. Ok, để qua bên nhà người tiếp theo coi, để xem nhà người tiếp theo là ai nè. Ok, màu đỏ hả? Ui, màu đỏ là nhà của mèo Simmy các bạn ơi. Ok, để mình qua nhà mèo Simmy nha. Khoan, mình quên mất cái này các bạn ơi. Theo như những gì mà mình biết á bạn ơi, thì Simmy chính là người chủ nhân của bé mưa á bạn ơi. Đó, cái nhân vật bé mưa ở trong Minecraft chính là do Simmy tạo ra nha. Đó, để mình qua đây nha. Mình sẽ qua đây thử Simmy có nhận ra mình không nha. Ủa, mưa, ủa sao tới đây vậy? Hay nha. Ai ơi siêu. Ủa gì kỳ vậy ta, chứ mấy cua làm gì có bé mưa. Ủa chẳng lẽ nãy chị có mưa đó thật hả? Hay nha. Ok, rồi đập giường thôi anh em ơi, đập giường nhanh. Mình đã quấn Simmy té rồi. Ok, đập nè. Rồi, tiếp tục biến hành bé mưa mới được. Ok rồi, biến hành bé mưa tiếp. Ủa, nãy mưa đánh chị hả? What? Ủa sao cái giường mình bẻ rồi? Ủa, ai phá vậy? Ủa mưa, quay mưa. Ê, ủa, what the? Hello, em có phải là mưa không vậy? Sao con này nó đánh mình vậy? Ok bạn ơi, tiếp tục vẫn là Simmy vẫn bị mắc lừa các bạn ơi. Trời ơi trời, từ trước giờ trong Bad World làm gì mà có chó sói trong đây vậy mà mọi người cũng tin nữa trời. Hay không ai biết đây là màn tròn của mình cả. Ok rồi, để qua nhà người tiếp theo nha. Có khi nào mai này Simmy làm thêm một cái video về bé mưa January không ta? Hợp lý, đúng rồi, hợp lý. À, có Simmy Janare thì chắc chắn sẽ có bé mưa Janare. hợp lý, bé mưa chuyên đi giết người các bạn ơi. Ok, rồi, để xem coi. Hiện tại trong đây là còn gọi là anh Siro nè, Kyron với lại là Sammy. Ok, mọi người vẫn đang chơi game rất là bình thường anh em ơi. Mọi người không hề biết được rằng là hôm nay mình lại join mọi người. Cho nên là mình sẽ qua bên nhà mọi người nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên team tiếp theo sẽ là team màu đen nha các bạn nha. Để coi team màu đen là ai. Team màu đen là Kyron đó bạn ơi. Ok, qua nhà Kyron nè. Cái gì vậy, ồ gì vậy. Cái gì mà đụng mình à. Tại sao trong Minecraft server này lại có con cuốn ở đây vậy ta. Ủa, anh Râu. Râu ơi. Hả? Ủa, anh nhớ hồi xưa giờ mình chơi Bad World mình có bao giờ gặp con cuốn bao giờ chưa anh? Có, anh nè. Chạy,
Ý em là con chó đó anh, con chó trong Minecraft á. Chết, con chó hả? Anh không phải chó nha. Anh không phải chó, nhắc lại cả anh không phải chó nha. À, vậy chắc cái này là do server mình đặc biệt mới update mà. Nhưng mà thôi kệ đi, có con chó này cũng vui á. Mày đứng đây mày giữ cái vàng tao nha. Vô đây tao mua tóc vàng đây. Trời ơi, láo các bạn ơi. Kairon láo quá, Kairon dám kêu mình giữ nhà hả bạn ơi. Mình là gọi là bé mưa Janare mà. Chứ phải là bé mưa bình thường đâu mà giữ nhà. Kairon láo thiệt, ok. Mình phải gọi là tiêu diệt Kairon trước, sau đó mình sẽ đập nhà nha. Ok, mình sẽ giả bộ vào lại gần nè. Sau đó 1, 2, 3 tát cái đít vào. Chết đi. Ok, rồi, biến thành người, biến thành người. Ok. Ủa, ô nhà gì mới xảy ra hả? Phong cận, phong cận. Này này, phong cận, phong cận, phong cận. Ê, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ok, lại bên đây, đứng lại bên đây, đứng lại bên đây. Ôi, đừng dí mình bạn ơi. Đừng dí mình giết bạn á bạn ơi. Chạy. Ok, ok, chết rồi. Không biết có bị phát hiện không ta. Ô khoan. Ok ok, hình như là Kairon không phát hiện ra mình đó bạn ơi. Ok rồi, để mình biến ra thành bé mưa nè. Ồ ok. Rồi, để mình qua bên nhà Kairon lại coi, để xem thử một lần nữa coi Kairon có nhận ra mình là Phong Cận không nha. Hy vọng Kairon sẽ không nhận ra mình. Hồi nãy mình biến thành người rồi cho nên chắc là Kairon sẽ không nghi ngờ gì đâu. Ok. Trời, tức quá mà. Ê, con chó. Hồi nãy giờ tao kêu mày giữ nhà mà mày đứng đâu mày? Trời ơi, có cái công việc mày giữ nhà đó mày cũng giữ không xong nữa, làm cho Phong Cận qua nhà đập vườn tao nè. Trời ơi, là chó ơi. Ê, con bây giờ con chó trong đây nó còn biết đánh người nữa trời. Bộ nó nghe mình nói chuyện luôn hả? Ok bạn ơi, mình nói thiệt với bạn luôn nha, từ trước giờ mình cho nó, mình chưa bao giờ thấy ai mà hài như Kairon nữa bạn ơi. Kairon là cái người mà mình cho mình thấy hài nhất luôn. Bởi vậy mới nói mỗi lần cho Kairon mình cười bởi bụng luôn bạn ơi. Ok không sao, mình đã tiêu diệt được Kairon luôn rồi. Mong Kairon TV hãy yên nghỉ, Phong Cận TV đã hạ gục đó. Trời, mình đã hạ gục Kairon nữa bạn ơi. Ok rồi, ok, coi bộ là cái màn cho biến thành bé mưa này coi bộ khá là thành công các bạn ơi, không ai gọi là biết mình là Phong Cận hết. Ok, để mình xem coi tiếp theo sẽ là anh Siro và Sammy các bạn ơi. Ok, mình nghĩ rằng là mình sẽ cho người tiếp theo sẽ là anh Siro đi, hợp lý đó. Rồi mình sẽ vào đây nè, mình mua cho mình hiện tại mình đang có rất là nhiều emerald luôn, mình sẽ mua cho mình giáp kim cương nè đó, sau đó mua mình cây kiếm kim cương nè đó. Rồi mua cho mình thêm mấy quả TNT nữa để mình qua mình làm nổ nhà các bạn ơi. Đó. Rồi. Bây giờ mình có rất là nhiều sắt ở đây luôn, mình mua gì ta? Mua thêm emerald nữa nè. Đó, rồi mua thêm quả cầu lửa. Wow, ok, mua thêm golden. Đó, hợp lý. Rồi, bây giờ tìm đường qua nhà của anh Siro thôi. Anh Siro là màu cam đúng không? Ok. Ok bên đây luôn nè, hợp lý. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua nhà anh Siro để xem anh Siro có nhận ra mình like không nha. Ok. Rồi, leo đây, rồi, qua từ. À, tới nơi nè. Ok, bây giờ mình sẽ biến thành bé mưa nha, để cho mọi người không nhận ra mình là ai. Ok, à không, phải nói là để cho Rô không nhận ra mình là ai, chứ mọi người chết hết trơn rồi, còn có mình Rô với lại Sammy à. Ok, nhảy xuống nhà nè. Ok. Ui, Rô cũng có giáp kim cương với lại kiếm kim cương rồi các bạn ơi. Rồi xong, kỳ này là hơi thấy khó rồi nha. Ok. Ê, ổng đang thấy mình đó bạn ơi, ổng đang nhìn thấy mình rồi. À, hồi hộp quá. Sao ơi, mình hồi hộp á bạn ơi. Ông Rô ổng có nguyên một bộ giáp kim cương với lại một cây kiếm kim cương luôn. Mình cứ sợ ông phát hiện ra mình, sợ ông chém mình chết. Trời ơi, sợ quá. Ờ không sao. Bây giờ mình sẽ lấy TNT nè, mình đặt vô trong nhà ổng nha, để coi ổng có nhận ra không nha. Ok, đặt ra thật nhiều luôn. Ok, chạy. Bùm bùm đó. Ok, đặt ra. Ui, chạy. Ok. Bùm bùm. Rồi, bởi giường. Không biết ổng có nhận ra điều gì không ta. Rồi xong, ổng vẫn không nhận ra điều gì bạn ơi. Ổng vẫn tưởng mình là một con cuốn bình thường các bạn ơi. Ổng không biết mình là Phong Cận. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ ổng đi đâu đó, ổng qua bên đâu đó xong mình sẽ đập giường ổng nha. Ok rồi, mình sẽ leo đằng sau nhà nè. À, rồi. Phá giường bạn ơi. Nhanh. Mình hy vọng là Rô sẽ không phát hiện ra mình. Nhanh lên. Trời ơi, ổng bọc gì tùm lum la vậy? Trời, còn có gỗ nữa. Ok, đập giường nè. Rồi. Biến thành bé mưa. Ok, biến thành bé mưa, biến thành bé mưa. Trời ơi, rồi xong, mình có bị mất giường luôn rồi. Thôi, tan rồi. Thôi, bây giờ mình không nhân nhượng nữa, mình sẽ cắn hết tất cả mọi người. Ây da, ôi, ông Rô quýnh mình. Ây da, cái gì? Ôi, hình như ông Rô phát hiện rồi bạn ơi. Tự tiêu diệt ông thôi. Sắp hết máu rồi. Đâu, cắn chết nè. Bye bye. Cái gì? Ok bạn ơi, mình đã giết được rồi. Cắn chết. Ok bạn ơi,
giết được Rô rồi nha. Bây giờ người tiếp theo sẽ là Sammy. Sammy, ok, mình cũng bị mất giường rồi. Bây giờ mình phải tiêu diệt luôn cả Sammy luôn thì mình mới chiến thắng được. Ok. Sammy. Thì anh. Biến hành người. Con chó nó cắn em đó. Hình như Rô phát hiện rồi. Hình như Rô phát hiện rồi bạn ơi. Chết rồi, tụi ơi. No. Ok, không sao sao. Không sao. Rô phát hiện ra nhưng mà Sammy nớp lắm. Sammy đánh không lại mình đâu. Ok. Sammy chạy rồi. Hồi Sammy chạy mất tiêu bạn ơi. Thôi không xong rồi. Mình sẽ mua táo vàng. Mua táo vàng đi ăn. Ok. Mua táo vàng nè, mua thêm cô lành nè. Ok. Giờ là mình không biến thành bé mưa nữa. Mình sẽ trở thành phong cận, mình đi giết người luôn. Không biến thành bé mưa nữa đâu. Ok, lấy em rồi nè. Rồi, Sammy bên kia đúng không? Hello Sammy, tôi tới với bà đây. Trời ơi, ông biết sao không? Phong còn con chó cắn người cẩn thận á. Ui, ôi. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi mọi người ơi, đến tận giờ Sammy vẫn tin là có bé mưa trong bé cua bạn ơi. Trời ơi, bà đẹp bà nước vậy trời. Ôi, Sammy ơi, tôi nói bà nghe nha. Thật ra thật ra con bé cuốn nó chính là tôi đó. Này, chết. Đánh tôi hả? Đánh tôi hả? Người sắt nè. Ăn gian gì mà ăn gian, tôi có người sắt mà kêu tôi ăn gian hả? Bây giờ ông thả kiệm ra, giết tôi đi, thả kiệm giết tôi đi, tôi thả kiệm giết ông này đó, tôi thả kiệm giết ông đi, ông thả kiệm giết tôi đi. Hả gì? Vậy là quýnh quýnh bằng tay không á hả? Đúng rồi, chơi cho đại tay không. Chơi luôn, quýnh bằng tay không luôn nè. Chết nè. Đứng lại. Ok, xin lỗi hả, không có chuyện là xin lỗi đâu. Chạy đi đất thép. Mình sẽ đánh cho rơi xuống giật. Chạy, chạy, chạy hả? Rồi, ok. Bùm, chiến thắng. Win. Ok anh em ơi, thì vừa rồi mình đã join các thành viên của Hero Team bằng cách biến thành bé mưa, sau đó gọi là đi join tất cả mọi người trong Hero Team luôn. Mấy bạn thấy cái màn join này có vui không nào? Và nếu như các bạn có những cái ý tưởng join nào đó khác thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha, và mình sẽ thực hiện những cái màn join của các bạn nha. Nói thật luôn á, từ trước giờ á, chắc có lẽ mình là người gọi là join Hero Team ở trong Minecraft nhiều nhất luôn anh em. Thật sự rất là vui luôn. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha, join thì join như vậy thôi, nhưng mà mọi người trong Hero Team không có giận mình đâu, bởi vì anh em với nhau mà, cho nhau có tí xíu thôi mà giận nhau làm sao mà được, đúng không? Đó, cho nên các bạn cứ yên tâm nha, mọi người trong team vẫn sẽ chơi với nhau bình thường, cho anh xíu thì thôi chứ không có gì gọi là ghê gớm đâu nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người trong Hero Team nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em phải nồi. Bye bye.